ơn toàn bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô nếp thắt sữa. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Và đầu tiên để tô được nếp thắt sữa thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái nước màu. Nếp thắt sữa đầu tiên thì mình có màu xanh nước biển. Và mình sẽ bắt đầu tô từ bên trái này sang bên phải. Phần đây chúng ta sẽ vòng để tạo thành một cái nút thắt. Ok, mình đã tô xong cái nút thắt giữa đầu tiên. Giờ mình sẽ tô đến nút thắt giữa thứ hai. Có màu xanh lá cây. Mình sẽ bắt đầu từ bên trái. Tô lên trên. Vòng xuống đặt nút thắt ở giữa. Xin chào và hẹn gặp lại.